Về được thêm một ít loa hát, có cabo series 2, ở trong đây có hai đôi 301 series 4 của bộ hàng Mexico, có lẽ hát cực đỉnh. Bộ 301 series 4 chưa nhỏ, anh em nhìn hình này, bắp cam nhà cho anh em xem 301 series 4 chưa nhỏ nhé. Đời 1996 Made in Mexico, đôi cực đẹp. Bọc này cho anh em nhìn, đẹp lòng lành luôn, lòng lành luôn. Anh em mà có nhu cầu thì alo.